Thanh Nhẫn cùng kênh Tin Nóng Đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Nếu như có góp ý cho chương trình, quý vị vui lòng để lại lời bình luận ở phía dưới clip để chúng tôi có thể phục vụ quý vị tốt hơn. Và trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung gửi 106 trang viết tay kêu oan. Thưa quý vị, trước khi phiên phúc thẩm vụ mua chế phẩm Redoxy 3C được mở, cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã từ trại tạm giam đến Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội 106 trang viết tay với nội dung kêu oan. Phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung và cựu Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Arctic dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 6 tới đây. Trong bản giải trình viết tay dài 106 trang được gửi đi từ trại tạm giam, ông Nguyễn Đức Chung tiếp tục cho rằng bản thân bị oan trong vụ án này. Theo trình bày của cựu Chủ tịch Hà Nội, Công ty Thoát nước Hà Nội đã thực hiện việc mua chế phẩm Redoxy 3C để làm sạch sông hồ trên địa bàn thủ đô đúng quy định pháp luật, không gây thiệt hại ngân sách. Ông Chung cho rằng Công ty Thoát nước Hà Nội không thể tự đàm phán mua chế phẩm từ công ty Watch Water của Đức mà phải làm thủ tục lựa chọn nhà thầu trong nước bán Redoxy 3C cho Ủy ban Nhân dân thành phố. Sau đó thành phố mới sử dụng để xử lý nước hồ ô nhiễm. Cựu Chủ tịch Hà Nội cũng khẳng định trong bản viết tay rằng không có văn bản, tài liệu nào thể hiện việc ông chỉ đạo cấp dưới phải mua chế phẩm thông qua công ty gia đình. Với nguyên tắc, theo ông Chung, sau khi có ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch thành phố thì phải có thêm văn bản hoặc tài liệu thể hiện thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch. Từ đó, Công ty Thoát nước Hà Nội và các đơn vị cá nhân có nhiệm vụ liên quan đến việc mua Redoxy 3C phải có đủ căn cứ để thực hiện. Còn khi chưa có văn bản chỉ đạo, mọi cá nhân đơn vị không thể thực hiện. Tiếp tục đưa ra nhiều luận điểm, cựu Chủ tịch Hà Nội cho rằng việc Công ty Thoát nước Hà Nội mua chế phẩm Redoxy 3C là đúng quy định, không gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Theo ông Chung, Công ty Thoát nước Hà Nội đã ký 4 quyết định đặt hàng cung ứng dịch vụ xử lý ô nhiễm nước hồ cho Ủy ban Nhân dân thành phố với tổng số tiền hơn 308 tỷ đồng, còn với 9 huyện là hơn 3 tỷ. Trong khi đó, tổng số tiền chi ra để mua chế phẩm Redoxy 3C là hơn 167 tỷ đồng. Ông Chung tính toán, nếu lấy số tiền dự toán trừ đi số tiền đã mua chế phẩm, thì Công ty Thoát nước còn lại khoản lợi nhuận hơn 144 tỷ đồng. Lợi nhuận này, theo ông Chung, thuộc về Công ty Thoát nước Hà Nội, đơn vị 100% vốn sở hữu của thành phố nên không thể gọi là làm thất thoát tài sản. Cũng trong bản giải trình viết tay dài 106 trang, cựu Chủ tịch Hà Nội còn phủ nhận các cáo buộc từ cơ quan tố tụng cho rằng Arctic là công ty gia đình của ông. Vụ lộ đề môn sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, trách nhiệm của Bộ ra sao? Thưa quý vị, đề thi môn sinh học của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 được xác nhận giống đến trên 90% so với bài tổng ôn của một giáo viên luyện thi ở Hà Tĩnh. Sau gần một năm, Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với hai người là tổ trưởng và thành viên tổ ra đề thi môn sinh. Trong một năm qua, ngoài các việc phối hợp theo yêu cầu của Bộ Công an, Bộ Giáo dục Đào tạo chưa thể hiện rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý cao nhất trong ngành giáo dục đào tạo. Cụ thể, Bộ Giáo dục Đào tạo chưa công khai một cách cụ thể việc rà soát quy trình xây dựng câu hỏi thi, đề thi, xác định kẽ hở dẫn tới sai phạm nằm ở đâu. Bộ cũng chưa thông tin về việc xác minh trách nhiệm của những người liên quan tới sai phạm tùy theo mức độ. Việc khởi tố truy cứu trách nhiệm hình sự là thẩm quyền của cơ quan điều tra, nhưng trong nhà để xảy ra sai phạm, phải rà soát, làm rõ và xử lý trách nhiệm nội bộ. Từ đó mới có thể chủ động đưa ra giải pháp khắc phục cho kỳ thi mới, thậm chí đề xuất bổ sung các quy định vượt thẩm quyền của Bộ Giáo dục Đào tạo. Việc giống nhau đến trên 90% giữa đề thi và bài tổng ôn của giáo viên là do đề thi lọt ra ngoài cho giáo viên luyện thi hay nội dung ôn tập của giáo viên luyện thi được đưa vào qua con đường xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, xây dựng các đề thô làm căn cứ để ra đề thi chính thức. Đây là vấn đề sẽ phải được làm rõ, và dù là việc lộ đề từ đại bản doanh đề thi hay là ban đề thi copy bản luyện thi để làm đề một cách thô ráp, không đúng quy trình, không qua chỉnh lý, biên tập cũng là chuyện nghiêm trọng và quá hy hữu trong lịch sử gian lận thi cử. Việc đề sinh xảy ra sai phạm trách nhiệm không chỉ liên quan tới hai người đã bị khởi tố mà cần ra soát trách nhiệm của những người tham gia, nhất là ở khâu lựa chọn, nhập khẩu, đề xuất thô. Việc người trong ban đề có thể trao đổi, giao nhận nội dung với giáo viên bên ngoài cũng liên quan đến quy trình cách ly bảo mật, thậm chí phải ra soát lại cả trách nhiệm quy trình trong việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, việc tuyển chọn, cử người tham gia xây dựng ngân hàng đề thi, xây dựng đề thi. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng cần xem xét về việc ngân hàng câu hỏi thi hiện nay không nằm trong danh mục bí mật nhà nước. Bởi trong bối cảnh cụ thể hiện nay, khi ngân hàng câu hỏi thi không được bảo mật, kẽ hở cho gian lận rất lớn. Rõ ràng cái kết của sự cố đề sinh không chỉ là những người vi phạm bị khởi tố, mà bài học từ đó rất lớn cho Bộ Giáo dục Đào tạo.
đề nghị Bộ Công an điều tra đường dây đưa tàu cá ra nước ngoài đánh bắt. Thưa quý vị, tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Công an điều tra, xác minh, xác lập chuyên án đấu tranh với các đường dây tổ chức môi giới đưa tàu cá ra nước ngoài để khai thác hải sản trái phép. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 5 tàu cá với 30 lao động vi phạm vùng biển nước ngoài bị lực lượng chức năng Malaysia bắt giữ. 2 tàu khác với 10 lao động bị kiểm soát, lấy tài sản rồi thả trên biển. Trong đó, riêng huyện Phú Cát có 6 tàu vi phạm IUU. Các tàu bị bắt giữ bao gồm tàu BD93347TS, 6 thuyền viên do ông Nguyễn Xuân Quang, sinh năm 1986, làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Tàu BD31188TS với 6 thuyền viên của ông Đỗ Quang Nhân, sinh năm 1996. Tàu BD93430TS, 6 lao động của ông Ngô Học Đạt, sinh năm 1980. Tàu BD30129TS, 6 thuyền viên của ông Phan Hữu Lộc, sinh năm 1966. Và tàu BD31207TS, 6 thuyền viên của ông Trần Cường, sinh năm 1973. Tất cả đều trú tại huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định. Các tàu cá trên đều hành nghề câu mực, bị lực lượng thực thi hàng hải Malaysia bắt giữ khi xâm phạm vùng biển nước này. Qua xác minh, tàu của các ông Lộc, Nhân, Cường, Đạt đều xuất bến tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu và nhiều tháng ở các vùng biển phía Nam chưa về địa phương. Riêng tàu của ông Lộc không có thiết bị giám sát hành trình. Từ năm 2005 đến nay, chưa về Bình Định nên chính quyền địa phương phát tin truy tìm nhiều năm. Trong khi đó, tàu BD30111TS, 6 thuyền viên do ông Huỳnh Công Hưng, sinh năm 1975, ở xã Cát Minh, huyện Phú Cát, cũng vi phạm lãnh hải nước ngoài, bị lực lượng chức năng Malaysia kiểm soát, tịch thu tài sản, rồi thả trên biển. Tàu còn lại mang số hiệu BD95548TS của ngư dân thị xã Hoài Nhơn, bị tàu của cơ quan thực thi hàng hải Malaysia khống chế ngư dân, lấy đi một số tài sản, sau đó thả tàu cá và các ngư dân. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, hiện 5 tàu cá với 30 thuyền viên đang bị cơ quan chức năng nước ngoài giam giữ, chưa thả về địa phương nên chưa lập hồ sơ để xử lý. Riêng đối với tàu cá của ông Huỳnh Công Hưng, hiện vẫn chưa về địa phương. Chính quyền tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh, ngay khi tàu cá này về bến, sẽ tạm giữ để điều tra xử lý. Qua điều tra xác minh, các tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, ngành chức năng Bình Định vẫn chưa phát hiện các cá nhân tổ chức nào trên địa bàn môi giới đưa tàu cá ra vùng biển nước ngoài đánh bắt trái phép. Tuy nhiên, hoạt động các tàu cá vi phạm rất bất thường khi đều xuất bến ở các vùng biển phía Nam, đặc biệt đa số các tàu vi phạm khai thác ở vùng biển nước ngoài đều né, không về tỉnh thời gian dài. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Công an chỉ đạo Công an các tỉnh phía Nam cần tăng cường công tác, nắm bắt tình hình, điều tra xác minh, lập chuyên án đấu tranh với các đường dây tổ chức môi giới, đưa tàu cá ra nước ngoài để khai thác hải sản trái phép. Đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tăng cường chỉ đạo các cơ quan biên phòng từ các tỉnh Bình Thuận, Kiên Giang, nơi có 400 tàu cá Bình Định hoạt động lâu nay không về địa phương, tăng cường kiểm tra, kiểm soát để có những động thái cảnh báo, răn đe, xử lý để ngăn chặn việc vi phạm. Tỉnh Bình Định cũng đề nghị Bộ Quốc phòng tăng cường lực lượng chấp pháp trên vùng biển trồng lấn, kể cả sử dụng UAV để tuần tra phát hiện vùng biển xa để thông báo các địa phương quản lý các tàu cá. Đối với các tàu cá Bình Định lâu ngày không về địa phương, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn nơi tàu cá lưu trú, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động chủ tàu, thuyền trưởng cam kết khi khai thác thủy sản không vi phạm các quy định về IUU.